ạ. Anh nhìn thấy không? Kệ đã, kệ đã, kệ đã. Giỏi như người luôn. Giỏi mà. Đấy, uống nó rồi. Có bánh kẹo ném cho nó ăn. Hết rồi. Ê, cô làm đâu? Thôi ạ. Cô ăn nhỉ? Ui. Yêu nhỉ? Với tay chả đó. Mẹ chụp cái cục cục gì nhỉ? Mình nhỉ? Là người thích động vật. Ủa, khéo kinh. Em nhìn không? Hình như là con này con thích. Công ơi, xem hồ xem kỹ từ cái chữ cái. Không biết, nó đến ngày nó chết. Nếu khỉ được nó đến ngày nó tìm nguyệt đấy. Khỉ được đến ngày nó tìm nguyệt đấy. Anh không thấy yêu mà đang ngồi đây à? Hoặc nó nhảy xuống nó tìm Vân Anh. Vân Anh vừa ra nó trồm xuống nhỉ. Ờ, nhưng mà Vân Anh cũng là con trai. Được cái tướng giống thôi. Sao xuống có một con nhỉ? Cả đàn. Nói chung ra mà đàn. Nó có mấy con bọ. Con này hay đi ăn lang thang à? Khôn, con này rất là khôn. Khôn, cứ xuống đây may không bắn là tốt rồi. Khôn. Chỗ này nó bảo vệ mà. Bảo vệ thú rừng. Đâu, thấy dân ở đây, thấy lễ tân bảo bắn suốt mà. Vân Anh ơi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Kìa, thì đói rồi. Con này con lười. Lười tìm đồ ăn. Nhưng về đây tìm.